Thưa quý vị, chịu ảnh hưởng của các tổ hợp hình thế gây mưa là không khí lạnh và nhiễu động gió đông, nên từ đêm qua tới giờ, ở khu vực các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở vào đến Đà Nẵng đã có mưa to. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh và gió đông tiếp tục hoạt động mạnh. Vùng mưa vừa mưa to sẽ mở rộng hơn xuống phía Nam, khiến cho suốt dọc từ Nghệ An trở vào đến Phú Yên có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, khu vực các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Đà Nẵng, thậm chí là cả Quảng Nam và Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm. Riêng khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có nơi mưa to trên 150mm. Với lượng mưa lớn như vậy thì trên các sông từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Nam có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 1 đến 3 mét. Đỉnh lũ trên các sông có khả năng lên mức từ báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2. Riêng sông Kiến Giang ở Quảng Bình có khả năng lên mức từ báo động 2 đến báo động 3. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du, vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông khu đô thị tại các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi. Không khí lạnh thì không ảnh hưởng xuống tới các tỉnh phía Nam, nhưng gió đông thì vẫn tác động. Vì thế đêm nay và ngày mai ở Kon Tum hay Gia Lai vẫn có mưa rào và dông. Còn khu vực Nam Bộ lại chịu ảnh hưởng của một giải thấp xích đạo có trục từ 9 đến 11 độ vĩ Bắc. Vì thế đêm nay và chiều tối mai, mưa rào và dông cũng xuất hiện trên diện rộng ở hầu khắp Nam Bộ. Trong đó các tỉnh miền Tây là Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang hay Cà Mau là những tỉnh trục của giải thấp xích đạo đi qua có mưa vừa có nơi mưa to. Trở ra với Bắc Bộ, trong đêm nay và ngày mai, khu vực này cũng chịu ảnh hưởng của gió đông yếu và không khí lạnh. Trời chuyển nhiều mây, có mưa nhẹ ở vùng ven biển. Trên biển, khối không khí lạnh tăng cường lệch nhiều về phía đông, vì thế nó chủ yếu tác động đến khu vực phía bắc của Biển Đông, cũng như vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, làm cho gió đông bắc ở đây mạnh cấp 6, phần phía đông có lúc cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 4 mét biển động. Khu vực giữa và nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, chịu ảnh hưởng của rãnh xích đạo trục 9 đến 11 độ vĩ bắc nên mưa rào và dông xuất hiện diện rải rác, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước.